Kính chào quý vị khán giả đang theo dõi bản tin nhanh lúc 20 giờ của truyền hình Công an Nhân dân liên quan đến vụ tai nạn lao động nổ lò hơi xảy ra tại công ty trách nhiệm hữu hạn gỗ Bình Minh, xã Thiện Tân, huyện Vĩnh Cửu, tỉnh Đồng Nai, làm 6 người chết, 5 người bị thương. Ngày hôm nay, cơ quan cảnh sát điều tra Công an tỉnh Đồng Nai đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can, bắt tạm giam đối với ông Phiang Yong, quốc tịch Trung Quốc, là giám đốc công ty trách nhiệm hữu hạn sản xuất và thương mại gỗ Bình Minh để điều tra về hành vi vi phạm quy định về an toàn lao động. Theo cơ quan chức năng với vai trò là giám đốc, người đại diện theo pháp luật của công ty gỗ Bình Minh, nhưng trong quá trình vận hành lò hơi, ông Feng Yong đã thiếu trách nhiệm trong việc kiểm tra, quản lý bình hơi, không thực hiện việc kiểm định chất lượng dẫn đến sự cố nổ lò hơi làm nhiều người chết. Qua điều tra bước đầu, cơ quan công an xác định nguyên nhân của vụ nổ là do lỗi kỹ thuật của lò hơi. Trong quá trình sử dụng, công ty này phát hiện có trục trặc về mặt kỹ thuật và đã liên hệ với đơn vị cung cấp thiết bị đến để kiểm tra bảo dưỡng, sửa chữa vào ngày 30 tháng 4. Tuy nhiên, sáng ngày ngày mùng 1 tháng 5, cán bộ kỹ thuật của công ty gỗ Bình Minh vào kiểm tra vận hành thì nồi hơi phát nổ, hậu quả làm 6 công nhân tử vong và 5 người khác bị thương, nhà xưởng bị hư hỏng nặng. Tại tỉnh Khánh Hòa, cơ quan cảnh sát điều tra công an thành phố Nha Trang đã ra lệnh bắt giữ người trong trường hợp khẩn cấp và quyết định tạm giữ hình sự đối với Lầu Vũ Nhật Đăng, sinh năm 1996, trú tại xã Vĩnh Ngọc, thành phố Nha Trang để điều tra về hành vi cố ý gây thương tích. Đây là đối tượng đã 5 lần vô cớ dùng hung khí tấn công 5 người phụ nữ đi đường, khiến một người tử vong, 4 người khác bị thương. Sau khi bị dẫn giải về công an thành phố Nha Trang, Đăng đã khai nhận toàn bộ hành vi phạm tội. Thời điểm gây ra vụ việc có nhiều khả năng đối tượng này bị loạn thần do tác động của ma túy. Trong lúc chờ kết quả giám định tâm thần đối với Đăng và kết quả giám định tỷ lệ thương tích các nạn nhân, cơ quan cảnh sát điều tra công an thành phố Nha Trang đã ra lệnh bắt giữ người trong trường hợp khẩn cấp và quyết định tạm giữ hình sự về hành vi cố ý gây thương tích. Bên cạnh đó sẽ tập trung làm rõ dấu hiệu tội phạm giết người để xử lý theo quy định của pháp luật. Cơ quan an ninh điều tra Công an tỉnh Hậu Giang đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can và bắt tạm giam Hoàng Đình Tùng, sinh năm 1992 và vợ là Trần Thị Hồng Nga, sinh năm 1990 ở xã Vị Bình, huyện Vị Thủy, tỉnh Hậu Giang để điều tra cùng về hành vi tổ chức cho người khác trốn đi nước ngoài. Theo kết quả điều tra ban đầu, tháng 11 năm 2023, Tùng và Nga đã xin thành lập công ty trách nhiệm hữu hạn Visa Miền Tây do Nga làm giám đốc để nhận hồ sơ, tư vấn hỗ trợ đưa người đi lao động tại Hàn Quốc. Tùng và Nga đã tiếp nhận hồ sơ của 18 trường hợp có nhu cầu đi lao động tại Hàn Quốc và làm thủ tục xin cấp visa theo diện công dân Việt Nam có thân nhân là cô dâu Việt Nam lấy chồng Hàn Quốc, đứng ra bảo lãnh với chi phí thỏa thuận từ 70 triệu đến 100 triệu đồng một người. Vợ chồng Nga đã nhận gần 500 triệu đồng tiền đặt cọc. Tuy nhiên, tất cả bị từ chối nhập cảnh, trả về nước với lý do không phù hợp với tư cách lưu trú. Cơ quan an ninh điều tra cũng khám xét chỗ ở, nơi làm việc của Nga và Tùng, thu giữ nhiều hộ chiếu, tài liệu, máy móc liên quan. Tiến hành kiểm tra hành chính một tròi giấy trên địa bàn, Công an xã Xuân Tâm, huyện Xuân Lộc, tỉnh Đồng Nai phát hiện 5 đối tượng tụ tập sử dụng trái phép chất ma túy loại cần sa năm đối tượng gồm nassid mohammad sukhir cùng 28 tuổi, Bùi Minh Hoàng 37 tuổi, Mai Quốc Duy 40 tuổi, Lương Văn 20 tuổi cùng chú tại huyện Xuân Lộc tỉnh Đồng Nai. Tại hiện trường lực lượng công an thu giữ 1,5 kg cần sa tươi, 100 g cần sa khô, một bộ dụng cụ sử dụng cần sa tự chế cùng với nhiều cây cần sa trồng trong dãy. Tại cơ quan công an, Nasir và Mohammad Sukia khai nhận đã đặt mua hạt cần sa trên mạng xã hội về để trồng tại dãy, thu hoạch và rủ dê các đối tượng nghiện ma túy khác đến tụ tập cùng sử dụng. Hiện cơ quan công an đang điều tra mở rộng. Thông tin vừa rồi đã kết thúc bản tin nhanh lúc 20 giờ. Xin mời quý vị theo dõi các chương trình tiếp theo trên ANTV.